Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi hợi tháng tư âm lịch năm 2021, giúp cho các bạn nắm bắt và thay đổi vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi hợi về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi hợi âm lịch, công việc tuổi hợi trong tháng quý tỵ này có khá nhiều thay đổi, biến động theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Bản mệnh chịu ảnh hưởng của cục diện xung thái tuế, khiến công việc có nhiều thay đổi, dịch chuyển, mưu sự chật vật, gặp nhiều trở lực hơn trước dẫn đến tâm lý bất an, làm việc thường sao nhãng, thiếu sự quyết đoán. Vì thế mà không ít lần phạm sai lầm, dẫn tới kết quả công việc chưa đâu vào đâu. Bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn thời điểm này cũng tiềm ẩn nhiều hung họa khẩu thiệt thị phi bạn cần hết sức thận trọng ở mọi phương diện người làm công chức văn phòng nên chuyên tâm tới công việc của mình hơn người làm nghề liên quan tới tài chính giấy tờ cần lưu ý các con số chữ ký đàm phán dù có hung tinh sung chiếu nhưng tháng này chưa chắc đã toàn điều tiêu cực với bản mệnh chỉ cần bạn duy trì được tinh thần lạc quan luôn nhìn về phía trước thì dù biến động lớn cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại Nhất là khi mệnh chủ được nguyệt lệnh lâm đất đế vượng hỗ trợ, lại thêm các tinh nguyệt mã và thiên vu mang tới nhiều cơ hội khẳng định năng lực. Tuy có vất vả bước đầu nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt được kết quả khả quan. Hãy làm những gì bạn cho là cần thiết, bất kể kết quả ra sao, dám làm dám chịu, đó sẽ là bí quyết giúp bạn có được thành công rực rỡ hơn. Thế nhưng mặt trái là nguyệt lệnh thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến bản mệnh trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Do đó, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta, không ngừng trau dồi và tích lũy kinh nghiệm để trang bị cho bản thân những hành trang vững vàng nhất. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi hợi về phương diện tài lộc. Trong tháng quý tỵ này, người tuổi hợi chẳng những không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy hung tinh đại hao chủ về hao tán tiền của hoành hành khiến tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. Tháng này đường tài vận kém sắc, có hiện tượng phá tài rõ ràng do đại hao hung tinh chiếu mệnh lại thêm kiếp tài cản trở, cần lấy tích lũy làm trọng. Chi tiêu cân nhắc hợp lý, tránh lãng phí kẻo rơi vào tình trạng vay mượn do hung tinh này gây hao tán tiền của. Người làm công ăn lương tài vận ổn định hơn người làm việc tự do, kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, ổn định đồng nghĩa với việc để tạo ra sự đột phá thì không hề dễ dàng. Với người kinh doanh buôn bán, thời điểm này chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, nhất là những hạng mục mang tính mạo hiểm làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng này, bát bạch tài kinh bay vào hướng Tây Nam. Đây là phương vị vượng tài khí vì thế, tuổi hợi có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy tài lộc tại đây để thúc vượng vận khí, thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm thuận lợi và gặp nhiều may mắn về tiền bạc hơn. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi hợi về phương diện tình duyên. Cục diện tỵ hợi tương xung ảnh hưởng khá mạnh về tình duyên của tuổi hợi trong tháng tư âm lịch này. Nó khiến đào hoa giữ xuất hiện, gây chia rẽ các mối quan hệ của bản mệnh, bất kể là tình yêu, tình bạn, đồng nghiệp hay tình cảm gia đình. Nhìn chung, tuổi hợi liên tục gặp các vấn đề rắc rối, đau đầu về chuyện tình cảm trong tháng. Các cặp đôi phải đương đầu với không ít biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Mâu thuẫn liên tục phát sinh, sự hoài nghi, ghen tuông phủ màu ảm đạm lên gia đạo. Thậm chí có thể xuất hiện tư tưởng ngoài luồng, tìm kiếm sự an ủi từ ngoài ngoài, cẩn thận đó chính là nguy cơ khiến gia đình tan vỡ người độc thân có thời điểm tưởng chừng đã gặp được người ưng ý nhưng cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng khi duyên đến rồi đi vội vã nhất là với nữ mệnh có thể vì quá kén chọn mà lỡ giờ nhân duyên tốt đẹp cũng có thể là quá sợ hãi lo lắng lặp lại vết xe đổ trong quá khứ nên không dám mở lòng một lần nữa bởi thế người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng vì hàng loạt lý do ấy nếu không chịu thay đổi e rằng tình trạng này còn kéo dài Xem phi tinh tháng, phương vị đào hoa trong tháng này là vị trí đông nam, nơi có sao nhất bạch chủ nhân duyên đào hoa cư ngụ. Bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi ở khu vực này để kích hoạt nhân duyên vượng, thúc đẩy tình duyên thuận lợi. Nên nhớ, thay hoa trước khi bị héo úa để tránh gây phản tác dụng. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi hợi về phương diện sức khỏe do phạm cục diện tương xung thái tuế nên người tuổi hợi không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh vì thế bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện để tăng sức đề kháng cho bản thân vấn đề dinh dưỡng cũng cần được quan tâm bạn chớ nên bỏ bữa hay ăn nhiều đồ ăn nhanh nên đa dạng khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng ngoài ra tránh làm việc quá sức gây sức ép cho tinh thần quá thường xuyên kẻo đổ bệnh Tháng này có nhị hắc xuất hiện ở trung cung, vị trí chính giữa nhà, phòng, hung tính phát tác mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của chính bạn và người nhà. Theo đó, tại khu vực này cần chú ý sắp xếp bài trí đồ đạc gọn gàng, di chuyển các đồ vật kích thước lớn hoặc có chứa từ trường nhiễu loạn như tivi, tủ lạnh. Như vậy sẽ hạn chế hung tính của sao này, tránh gây hại cho gia đình bạn. Cẩm Nang Vượng vận cho từng tuổi hợi trong tháng 4 âm lịch năm 2021. 1. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, công việc có nhiều thay đổi, biến động theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, tị, tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 2. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, vất vả bước đầu nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt được kết quả khả quan. Quý nhân, dần, mùi tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. 3. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. Quý nhân, tuất mùi. Tiểu nhân, sửu, mão. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. 4. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức khẩu quyết tình cảm trục trặc, đời sống hôn nhân nhiều xung đột mâu thuẫn. Quý nhân, thân, dần. Tiểu nhân, sửu tỵ Màu sắc may mắn cam tím. Năm, tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, chớ nên chủ quan. Quý nhân, tuất dậu. Tiểu nhân, ngọ thìn. Màu sắc may mắn trắng, đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại